Hôm nay chúng ta sẽ đến với lại những cái công trình nghệ thuật mà các bạn có thể chưa bao giờ từng thấy. Thì trước khi bắt đầu vào video, mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như nút chuông để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì bắt đầu. Đây là một cái tác phẩm mà mình cảm thấy nó thu hút mình rất là xịn luôn. Đó chính là cái ống nước, cái vòi nước chứ. Nhưng nó lơ lửng trên không trung vậy đó. Tôi nghĩ đây là một cái gọi là gì ta? Một cái công trình nghệ thuật. Tại vì các bạn thấy cái phần nước của nó không? Chắc chắn nó có một cái ống gì đó. Nó có một cái ống và nước của nó. Thì mình không biết đây là nước thiệt hay nước fake nữa. Nhưng nếu mà là nước giả thì không nói đi. Nếu mà là nước thiệt á, mà nó che được cái ống đó và nó làm cho cái vòi nước, cái vòi nước nó được lơ lửng trên không trung thì đúng là gọi là não to. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái công trình tiếp theo. Tôi thấy là tôi hơi bị thích mấy cái công trình mà kiểu nó nghệ thuật như vậy nè. Đây là một cái công trình mà gọi là cái gì ta? Ở Đà Nẵng đúng không? Đây là cầu vàng thì phải. Tôi nhớ là tôi chơi trong một cái server Minecraft nào đó. Đó chính là server của thằng Jenny nó làm. Thì giờ đã hiện tại đã đóng rồi. Thì có một cái băng nhóm tội phạm không? Một cái băng nhóm đỉnh cao. Tụi nó đã gọi là gì ta? Xây lại cái cầu vàng cho một cái base của tụi nó, có nghĩa là một cái căn cứ của tụi nó. Ôi, dưới trên cái căn cứ của tụi nó là một cái cầu vàng và mọi người đứng ở trên chụp hình. Tôi cảm giác là lần đầu tiên mà tôi bước vào cái căn cứ của tụi nó là tôi kiểu uầy, một cái thế giới Minecraft rộng mở luôn. Yeah boy. Tự hào khi mà đất nước chúng ta ở chính tại Đà Nẵng có một cái cầu như thế này. Nó nghệ thuật đúng không mọi người? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại hình tiếp theo. Con voi này nó hơi bị ôn hòn phải ôn con voi này nó hơi bị gọi là đàn hồi đấy. Con voi này nó rất là đàn hồi nha mọi người. Tại vì nó được làm từ voi này, voi mammoth. Con voi này được làm từ những cái bánh xe, tôi nghĩ là những cái bánh xe này, những cái lớp xe chứ. Và nó không được tháo ra tại vì nó đã là nghệ thuật rồi. Thì hãy để yên nó, đừng có đụng tới nó. Này để công viên là tuyệt vời luôn. Ok, và hình tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại đây. Đây là một cái công trình mà những ai mà anh hùng bàn phím, những vị vua xứng đáng được ngồi như là tôi nè. Lâu lâu chúng ta sẽ lên chúng ta chửi thằng này chửi thằng kia, nhưng mà đó là một cái hành động không được tử tế cho lắm nha anh em. Cho nên hãy là một anh hùng bàn phím thực sự, không phải là đi chửi bới hay là gì cả. Hãy mang lại kiến thức, mang lại những cái tốt điều tốt đẹp nha, chứ đừng có lên mạng mà mày nổ địa chỉ mày ra các kiểu nha. Thì tôi cảm thấy là đây cũng là một cái gì đó nó liên quan tới nghệ thuật đó mọi người, chứ không ai rảnh đâu mà đi lấy hết mấy cái bàn phím ở nhà mình xong rồi làm thành một giới, trừ khi thằng này là một gamer rất là cọc cằn. What the hell? Đây là một tấm hình đây. Giống như là hôm nay chúng ta liên quan tới những cái gì mà nghệ thuật, mà nó liên quan tới đánh lừa thị giác hay là không coi trọng lực ra gì á. Đây là tôi nghĩ á, là cái tấm hình này thì đa phần là đều là kim loại đúng không? Cái tượng này đa phần đều là kim loại nên nó mới giữ được, hoặc là xi măng đó, cái kiểu gì đó. Thì từ cái phần chân này nè, nó liên kết với lại cái vali, cái túi sách. Thì nó liên kết với lại cái này, xong rồi nó liên kết với lại cái tay, cho nên là nó liên kết cái phần trên này luôn. Nghĩa là cái nơi mà tiếp xúc của những cái như là cái tay, cái cặp hay là cái bàn chân này này, những cái nơi tiếp xúc á, những cái điểm nó dính nhau á, nó phải cực kỳ chắc để nó giữ được cái đám ở trên, tại đám ở trên nó nặng lắm mọi người. Đây là phải tính toán hết, nghệ thuật không đó mọi người. Ok, và hình tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại khi không mà các bạn đang ở chung cư, tự nhiên cái căn hộ 13 lộc căn hộ A2449 gì đó, nói chung là đại một cái căn hộ đi, mà má nó mê nghệ thuật, má nó là kiểu đam mê nghệ thuật, một người hy sinh về nghệ thuật. Tự nhiên trước ban công nhà má có nguyên cục gạch luôn, sợ chứ, báo công an liền, báo cảnh sát liền. Tại sao mày để cục gạch chứ, kiểu mấy người dân ở dưới quá trời luôn, ngớ một cái mới mày đền nổi không? Không, nhưng mà theo mình nghĩ thì nếu mà cục đá nó to cỡ này, chắc chắn nó không làm bằng đá. Nó sẽ làm bằng những cái vật liệu như là mút hay là cao su hay là gì đó, nó rồi sơn lên cho nó kiểu nó 3D, cho nó kiểu nó nghệ thuật, cho nó khá lại, cho nó giống cục đá. Chứ người ai nhìn vô cũng kiểu má tao báo công an, không tao thuê sát thủ, đối diện tao bắn mày chết, làm tao đau tim, đá tao đúng hồ. Lần đầu tiên tôi thấy con voi biết nhảy hip hop anh em ạ. Nó biết trồng cây chuối, nó biết. Nếu mà theo mình tính thì con voi này nó hơi thon đó mọi người. Nó kiểu nó ăn heo thì đó, và cái cặp nanh. Uầy, cái con voi này, cái cặp nanh của nó thực sự rất là đẹp nha. Tại sao mình nói đẹp? Vừa dài nè, nhìn vừa lực nè, vừa bán nè. Và đặc biệt là nó không bị hư hại, không bị
con người săn bắt nè mọi người. Con voi này, con voi đạt tiêu chuẩn nè anh em. Wow. Tôi không biết đây là hình fake hay là gì, nhưng mà nếu mà nó ở một cái bảo tàng thì đáng để chụp ảnh đấy mọi người. Nó không coi trọng lực ra gì luôn, và cái giòi của nó hơi bị lật đấy. Cái giòi của nó một ngày kiểu gánh mấy chục cục tạ, mấy ngàn cục tạ, tạ ngàn mấy ký. Ok. Và đây là một cái tấm hình mà thật nha, mình nghĩ là thật đó mọi người. Cái này nó liên quan tới nghệ thuật. Và hoặc là tôi không biết gì hết, hoặc là tôi không có kiến thức. Nhưng theo tôi thấy thì đây là nó khá là hay, nếu mà nó giữ được, nó giữ thăng bằng được. Tại vì cái phần mà cái chỗ này nè, cái phần chân của cái cầu thang này nè, nó phải rất là chắc, hoặc là ở dưới đó nó phải liên kết với cái gì đó để nó bám hết luôn. Và những cái thanh sắt ở cầu thang này nó phải rất là chắc nha. Cái này nữa nó phải bám rất là kỹ, nó rất là phải tính toán cái kiểu để giữ được nguyên cái mảng tường nhà luôn. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với lại đây là một cái công trình nghệ thuật. Kiểu sử dụng những cái cuốn sách, cuốn tập, những cuốn vở, kiểu tôi không biết dùng keo 502 hay là dùng cái gì đó để dính với nhau mà từ trong nhà mà ra tới cửa sổ luôn. Có nghĩa là hả, gọi là hơi bị tốn keo đấy, hơi bị tốn keo để làm cái công trình này đấy. Và cái bên đây là lại khác nữa, từ dưới lên chắc chắn ở bên trong cái đống sách vở này nó có một cái cây cột để nó giữ thăng bằng. Nghệ thuật. Ok, đây là một cái hình mà một người gì đó nào đó đang giữ một cái quả cầu, thì chắc chắn các bạn nhìn cái cảm giác là cái sợi vải hay là cái lụa hay là gì đó cái người này đang cầm, các bạn nhìn nó cảm giác như nó rất là mềm mại, nhưng mà không, thực ra nó là kim loại, thì phải là kim loại nó mới giữ được. Nếu mà là lụa thì cái quả cầu này nó rớt xuống rồi. Và cái phần này, cái phần kim loại lụa vải này nó rất là chắc để giữ được quả cầu. Được ấy, như vậy cũng làm được, hay phết. Nhưng mà tôi đi một ngày nào đó cái quả cầu này nó sẽ rớt xuống, hoặc có thể là không. Ok, và hình tiếp theo, đây là một cái tấm hình mà đây là một cái công trình mà khá là đỉnh nha mọi người. Kiểu như là có một con quái vật hay là một cái sức mạnh siêu nhiên gì đó, nó quẹt cái đứt đôi cái tòa nhà, nhưng mà tòa nhà nó không ngã. Chắc là có chỗ nào nó đang dính lại cho nên là nó không ngã mọi người ạ. Này hay đấy. Không biết là nó từ đâu. Tôi không biết là nó chỗ nào đang giữ cái thăng bằng cho cái tòa nhà này, nhưng mà đây là nghệ thuật. Đây là đỉnh cao. Và các bạn dám đi vào, các bạn dám đi vào chụp hình không? Các bạn mà đi vào chụp hình là các bạn lỡ nó bị cái gì là mình bị đổ thừa đấy. Đứng ngoài chụp thôi. Sợ chết, cho nên chúng ta rất là sợ chết. Ok, hình tiếp theo. Tôi cảm giác là cái sợi dây này nó có vấn đề anh em ạ. Sợi dây này có vấn đề. Ok. Đây. Sợi dây này có thể là làm bằng sắt, chứ không thể nào mà nó giữ được cục đá được. Mà công nhận nha, sợi dây thần mình nó làm giống thiệt. Tôi nghĩ là bằng kim loại đó mới giữ được cục đá này. Ok. Hình tiếp theo, đây là những chú hà mã. Các bạn có ai đã từng chơi Minecraft và các bạn có biết được cái chế độ theo dõi không? Spectator, Game Mode 3 đó mọi người. Thì cái chế độ đó chúng ta có thể đi xuyên lòng đất, đi lên, đi qua, đi xuyên qua những cái vật thể, đi xuyên qua những cái block luôn. Thì mấy thằng này chắc chắn nó đang sử dụng Game Mode 3 để nó đi xuyên qua một nửa là nhìn, một nửa là ở trên, một nửa là ở dưới lòng đất. Mày gian lận mấy con hà mã này. Nhưng mà nói nào nói thì đây cũng là một cái công trình mà khá là tôi không biết là ở phần dưới. Giờ chúng ta bác lại cái chủ đề nha. Tôi không biết là cái phần dưới nó có phải là một nửa thân của cái con hà mã hay không, hay chỉ là cái phần trên thôi. Phần dưới nó là xi măng đồ các kiểu. Có nghĩa là người ta kiểu đặt những con hà mã vô, người ta mới bắt đầu đổ xi măng xung quanh rồi người ta mới làm đường. Hay là người ta làm đường xong rồi cái phần trên này người ta để thêm mấy cục đá nửa người cái con hà mã. Các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Ok, và bây giờ đây là một tấm hình. Cái này nó không có liên quan tới công trình nữa, mà nó liên quan tới những cái gọi là những cái tác phẩm nghệ thuật. Đúng rồi, nó tác phẩm thôi, tại nó không có dùng cái gì đó để xây dựng lên. Và nó chỉ là dùng những cái, nó đủ nhỏ đó. Chúng ta hãy gọi nó là tác phẩm nghệ thuật. Đây là hai cái ly khi mà đổ cà phê hay là cái gì, cappuccino hay là gì đó tôi không biết, đổ ra có hình dạng hai người đang hôn nhau. Là một người yêu nghệ thuật thì tôi cũng sẽ cống hiến, tôi cũng sẽ cung cấp với mọi người một cái tấm hình. Đây cũng là kiểu cà phê sữa, cũng hôn nhau, nhưng mà họ rất là thấm thiết, rất là nồng nàn. Và đây
giới thiệu với mọi người, đây cũng là cà phê sữa, cũng là hung nhau và rất là nồng nàn. Ok, vậy thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Cảm ơn các bạn đã xem hai anh chàng này đã hung nhau. Và hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Còn bây giờ thì bye bye. Peace.